Điểm 3, 4. Hãy view em đi. Ở lại nha các bạn. Một pha gia dấp tay trắng của Thanh Nhẹ. Điểm 4 đều. Nét phát bóng. Một pha bóng cắm sân của Thái Diêu đầy quy lực. Điểm 5-4 cho Tây Ninh. Điểm 5-4 Thái Diêu phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Điểm 5 đều cho An Giang. Ông bầu tiền tiêm đang ngồi khích lệ tinh thần của các đồng đội nha các bạn. Tướng Ngàn làm gì đây? Cấm sân. Một pha bóng cấm sân của Tướng Ngàn. Điểm 6-5 cho Tây Ninh. Một pha chấn bóng quá tốt của Tướng An. Niết sức bên gia dấp vào tường ở lại. Điểm 7-5. Thái Diêu phát bóng. Một pha bóng mậu bình của Thái Diêu. Điểm 8-5. Đổi sân nha các bạn. Điểm 8-5 cho Tây Ninh. Thanh Nhẹ chống trắng. Nổ bơm của cho Thanh Nhẹ. Điểm 6-8 cho An Giang. Phát bóng ngoài. Điểm 9-6. Ở lại. Tiếp tục gia dấn vào bờ tường của Tướng An. Điểm 16 cho Tây Ninh. Liệu có điều gì bất ngờ xảy ra hay không đây? Phạt bóng quá quy lực của Thái Diêu nha các bạn. Điểm 11-6 rồi. Liệu có điều gì bất ngờ xảy ra không các bạn ơi? Tiếp tục phát bóng ăn điểm trực tiếp. Thái Diêu phát bóng quá tốt các bạn ơi. Điểm 12-6. Niết. Một pha bỏ lỗ đầy tỉnh táo của Niết.
điểm 72. Thế Diêu làm gì đây? Bỏ lỗ. Quá tỉnh các bạn ơi. Điểm 13-7 rồi nha các bạn. Nhẹ. Nổ sân nha các bạn. Một pha đánh nóng quá tốt của hình nhẹ. Điểm 8-13 cho Tây Ninh. Phát bóng đầy uy lực của Nick. Thái Diêu trả lời. Một pha đánh bóng chạm tay trắng nhân ra ngoài của Thái Diêu. Điểm 14-8. Thái Diêu phát bóng. Chống trắng nhẹ. Giỡn rồi nghe các bạn. Tuấn An có một pha chạy ra tới kỳ vừa hay vô truyền bóng, Tuấn An chạy vô không kịp nha các bạn. Điểm 9-14. Tuấn An làm gì đây? Một pha ra tay rất nhanh của Tuấn An. Điểm 15-9. Chú ý ngay các bạn. Kết thúc xích đấu. Nhân nhỏ bỏ bóng mất hai nha các bạn. Điểm 10-15. 16 tới nha các bạn. Tuấn An làm gì đây? Chống trắng. Trời ơi. Điểm kết thúc đấu 10-10. Bàn thắng cho Tuấn.